slide nó to ra không? Em kích vào cái đấy, đúng rồi. Đấy, cho to ra cho cô. Được rồi, cô mời Hoa. Dạ. Em sẽ báo cáo nhân một hành chính, họ tên Nguyễn Thị V, giới nữ, tuổi 33, địa chỉ Vũ Thư, Thái Bình, vào viện ngày 9 tháng 9 năm 2021, ngày làm bệnh án 14 tháng 9 năm 2021, khi cần báo tin cho chồng là Phạm Văn Hùng cùng địa chỉ. Lý do vào viện là mệt, sút cân, hồi hộp, chóng ngực. Bệnh sử. Thưa cô, slide có chạy không cô? Có em à. Dạ vâng ạ. Bệnh sử là khoảng 1 tháng nay bệnh nhân lo lắng hay trằn trọc mất ngủ về đêm. 10 ngày trước vào viện, bệnh nhân xuất hiện mệt, hồi hộp, chóng ngực, đau tức nhẹ ngực trái, âm ỉ liên tục không lan, tăng khi vận động mạnh và giảm khi nghỉ ngơi. Sút cân, sút 2 kg trên 2 tuần, run hai tay, lòng bàn tay nhiều mồ hôi. Bệnh nhân không nôn, không đau bụng, không sốt, không khó thở, đại tiểu tiện bình thường. Nhập khoa nội tiết Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Hiện tại sau 6 ngày điều trị, bệnh nhân đỡ mệt, ăn ngủ được, không đau ngực, đôi lúc còn hồi hộp chống ngực, đỡ run tay, lòng bàn tay ẩm, không sốt, không nôn, không khó thở. Tiền sử bản thân, phát hiện và điều trị bazodo cách đây 2 năm chưa dừng thuốc, đang duy trì thiamazone 5 mg nhân 1/2 viên trên ngày, không rối loạn kinh nguyệt. Chu kỳ kinh của bệnh nhân là 30 ngày, bệnh nhân mới hết kinh 5 ngày, không rong kinh, rong huyết, không đau bụng. Bệnh nhân đã có 2 con trước khi phát hiện bệnh. Gia đình là không ai mắc bệnh liên hoa quan ạ. Khám toàn thân, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, blood count 15 điểm, da niêm mạc hồng, không phù, không xuất huyết dưới da, lòng bàn tay nóng ẩm. Hành ngoại vi không sờ thấy, mạch 90 lần trên phút, lúc vào viện là 110 lần trên phút. Huyết áp 110 trên 60 mL thủy ngân, lúc vào viện là 120 trên 80. Nhiệt độ cao 6 độ 8, nhịp thở 16 lần trên phút, FV2 trên 6%. Thể trạng trung bình, cân nặng 54 kg, chiều cao 1m60, BMI 21. Bộ phận. Thứ nhất là tuyến giáp. Tuyến giáp to độ 2, không nóng đỏ, di động theo nhịp nuốt. Mật độ mềm, ấn không đau, không sờ thấy nhân, có tiếng thổi tâm thu 3 phần 6. Mắt không nhìn mờ, không lồi mắt, không phù niêm trước xương chày. Tim mạch, mỏm tim đập vang liên sườn 5 đường giữa xương đòn trái. Nhịp tim đều 90 chu kỳ trên phút, T1, T2 rõ. Hồi hộp chống ngực nay đã giảm, đau ngực trái âm ỉ liên tục nay đã hết. Hô hấp, lồng ngực hai bên cân đối, di động theo nhịp thở. Dung thanh hai bên đều nhau, rìa phế nang rõ, không có tiếng gian bệnh lý. Tiêu hóa, bụng mềm, không trướng, không có khối bất thường, gan lách không sờ thấy. Thần kinh cơ, không có dấu hiệu liệt khu trú, hội chứng não, màng não âm tính. Run tay nhanh, biên độ nhỏ, lòng bàn tay nóng ẩm. Cơ lực bình thường, phản xạ gân xương bình thường. Thận tiết niệu, ống thắt lưng hai bên không đầy, chạm thận và bình thận âm tính. Ấn các điểm niệu quản không đau, các bộ phận khác chưa phát hiện dấu hiệu bệnh lý. Tóm tắt bệnh án là bệnh nhân nữ 33 tuổi vào viện vì lý do mệt, hồi hộp, chống ngực, sút cân. Qua hỏi và khám thấy hội chứng cường giáp dương tính, để chuyển hóa có ngủ kém, sút cân, sút 2 kg trên 2 tuần. Tim mạch có hồi hộp chống ngực từng cơn, nhịp tim nhanh đều, tần số 110 chu kỳ trên phút, hiện là 90 chu kỳ trên phút. Thần kinh cơ, run đầu tay, run đầu ngón tay tần số nhanh, biên độ nhỏ, lòng bàn tay nóng ẩm. Hội chứng nhiễm trùng âm tính, hội chứng suy tim âm tính. Tuyến giáp to độ 2, di động theo nhịp nuốt, mật độ mềm, ấn không đau, không sờ thấy biếu, có tiếng thổi tâm thu 3/6, lồi mắt âm tính, phù niêm trước xương chày âm tính. Tiền sử là phát hiện và điều trị bazodo cách đây 2 năm chưa dùng thuốc, đang duy trì thiamazone 5 mg nhân 1/2 viên trên ngày, không rối loạn kinh nguyệt. Chẩn đoán sơ bộ là theo dõi bazodo tái phát ạ. Về cận lâm sàng, thứ nhất là đề xuất. Đề xuất thì gồm có các là các xét nghiệm để chẩn đoán xác định, gồm công thức máu, sinh hóa máu, gluco, ure, creatinine, GOT, GPT, cholesterol, điện giải đồ, TH, ST4, T3, TRAB, siêu âm tuyến giáp, khám mắt, điện tim. Các xét nghiệm để chẩn đoán phân biệt beta CG men tim, gồm CK, CKMB, troponin T, siêu âm tim. Các xét nghiệm đã có rồi ạ. Công thức máu, hồng cầu 4, ngày 9 tháng 9, hồng cầu 4,74, hemoglobin 131, hematocrit 0,395, bạch cầu 11,6, trung tính là 58,4%, tiểu cầu 300. Ngày 13 tháng 9 là 4,9, hồng cầu 4,98 teratinin.
Hemoglobin 137 gram trên lít, hematocrit 0,416, bạch cầu 12,6, dung tính 59,2%, tiểu cầu là 329. Để sinh hóa máu. Gluco ngày 9 tháng 9 là 6,7, ure 4,6, creatinine 47,7, cholesterol 5,0, triglyceride 1,4, GT27, GPT18, Nari 137, Kali 3,7, Clo 105, CK22, CKMB5, Troponin T8, ST4 100, T3 7,99, TH 0,01, TRAB là 40, ngày 13 tháng 9, Gluco là 6,5, Ure 4,3, Cre 49,2, GT29, CPT16, Nari 135, Kali 3,2, Clo 102. Siêu âm tuyến giáp ạ. Hai thùy và eo kích thước to như mô giảm âm lan tỏa không đều, tăng sinh mạch nhiều, vùng cổ hai bên không thấy hạch to bất thường. Đây là hình ảnh siêu âm tuyến giáp thùy phải. Có hình ảnh tăng sinh mạch nhiều. Điện tim ngày 9 tháng 9 nhịp nhanh xoang, chu kỳ 112 chu kỳ trên phút. Tần số 112 chu kỳ trên phút ngày 13 tháng 9 nhịp xoang tần số 89 chu kỳ trên phút. Yêu cầu xét nghiệm thêm là làm beta HCG, HbA1c, nghiệm phát dung nạp đường huyết. Chẩn đoán xác định là 3 giờ đô tái phát. Điều trị thứ nhất là nghỉ ngơi tại giường, theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp. Chế độ dùng thuốc là Thiamazone 5mg x 4 viên trên ngày, uống chia 2 lần 8 giờ 20 giờ. Propranolol 40mg x 2 viên uống chia 2 lần 8 giờ 16 giờ. Calliorid 0,6g x 2 viên ngày uống 8 giờ 20 giờ. Thưa cô, em đã báo cáo xong ạ. Cảm ơn bạn là Hoa đã trình bày một cái bệnh án Basdo cũng khá là chi tiết và khá là hay. Trong cái phần này em bảo còn biện luận chẩn đoán này em chưa trình bày đúng không? Vâng thì ạ. Hoa có thể trình bày nốt cho cô và các bạn cùng nghe. Dạ vâng, thứ nhất là chẩn đoán Basdo thì có hai dấu hiệu điển hình. Thứ nhất là có hội chứng kiềm giáp rõ và thứ hai là có biếu mạch ạ. Cái nữa là xét nghiệm thì có ST4 tăng cao, TSH giảm ạ. ST4 tăng, T3 tăng, TSH giảm. Cái thứ hai là mình có thể phân biệt với cường giáp thai kỳ. Thì bệnh nhân này cũng không nghĩ đến tình trạng có thai vì bệnh nhân chu kỳ kinh là vẫn đều và mới hết kinh 5 ngày. Nếu mà mình chắc chắn thì mình có thể làm beta HCG để loại trừ ạ. Và bệnh nhân không có nhân tuyến giáp nên loại trừ được biếu đa nhân ca giáp hoặc là biếu nhân độc. Và tiền sử sử dụng thuốc của bệnh nhân thì loại trừ thuốc mà bệnh nhân đang dùng là Thiamazone 5mg nhân 1-2 viên một ngày thì bệnh nhân không dùng thêm loại thuốc nào khác nên loại trừ cường giáp do thuốc ạ. Và bệnh nhân không có biểu hiện viêm tuyến giáp, không sưng nóng đỏ đau nên là loại trừ viêm tuyến giáp cấp và mãn tính. Và có TSH giảm, ST4 cao nên loại trừ được cường tuyến yên ạ. Nghe chưa? Nghe chưa Thưa Hoa? Cô hết rồi ạ. Thưa cô rồi. Hết rồi. Rồi, cảm ơn Hoa. Bạn Hoa đã trình bày xong bệnh án. Hoa làm bệnh án với ai Hoa ơi? Tôi có làm một mình cô ạ. Ừ. Hoa là đang ở bệnh viện nào em? Em ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình ạ. À, bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình làm ở khoa nào dạ. Em khoa tiêu hóa cô ạ. À, khoa tiêu hóa. Dạ. À, rồi cảm ơn bạn Hoa. À, bây giờ các bạn có câu hỏi nào cho bạn Hoa về bệnh án hay không? Các bạn có câu hỏi nào không? Các bạn có thể hỏi trực tiếp hoặc các bạn viết cũng được. Trên cái chat thì cô chưa thấy bạn nào viết câu hỏi. Còn hỏi trực tiếp thì cô mời các em đi.
Thế trong lúc các bạn chờ các bạn có câu hỏi thì cô có câu hỏi cho Hoa nhé. Hoa cho cô cái phần mà các cái xét nghiệm mà em yêu cầu ấy. Vâng ạ. Ở chỗ em là siêu âm tuyến giáp là Doppler nhưng mà cô không thấy màu nhỉ? Vâng, in ra nó không có màu cô À là in, in là mình in đen trắng. Đúng rồi. ạ. Vâng, Không có in đen màu. trắng. Ừ, ok. Được rồi, em cho cái phần các cái yêu cầu xét nghiệm đi. Rồi chưa? Ở phần này thì cô muốn hỏi Hoa một chút. Là cũng Dạ. hỏi các bạn thì tại sao bệnh nhân này em cho làm công thức máu, em cho làm xét nghiệm công thức máu. Thưa cô, thứ nhất là để xác định tình trạng xem có tình trạng viêm hay không ạ. Viêm nhiễm gì hay không ạ. Cái thứ hai là xem bạch cầu hạt cô ạ. Để xem tác dụng của thuốc thì sẽ có là những thuốc kháng sát trạng thì có thể ảnh hưởng đến bạch cầu hạt ạ. Còn gì nữa không? Tại sao bệnh nhân này em nghĩ tới viêm mà em cho làm mà để em phải làm công thức máu để em loại trừ viêm? Em thấy có viêm nhiễm ở đâu? Tôi có vẻ mặt lâm sàng thì bệnh nhân không thấy có tình trạng viêm nhiễm ở đâu, bệnh nhân không sốt, không có biểu hiện của nhiễm khuẩn. Thế tại sao em cho làm công thức máu để xem có viêm nhiễm hay không? Các bạn nào có ý kiến tại sao cho bệnh nhân này làm xét nghiệm công thức máu không? Bạn nào có ý kiến gì không? Ừ. Mời, cô mời các em. Với lại khi mà mình dùng khi Amazon thì mình nên làm để xem tình trạng bạch cầu hạt thế nào. Có, tớ đang ở bên bệnh viện, tớ nhờ một bạn đổi chú sang cầm được không? Vì tớ lại đang giảng bài. Tớ đang ở trên khoa, tầng 4 khoa nội tiết. Cô xin lỗi một tí. Thế thì cô cũng chưa thấy có bạn nào có ý kiến. Nghĩa là khi mình cho một cái chỉ định ấy thì mình cần phải biết lý do tại sao mình cho. Mình khám lâm sàng chả có nhiễm trùng tự nhiên mình để cho công thức máu để tìm nhiễm trùng thì nó không nên. Như cái ý thứ hai của bạn Hoa nói thì cô hoàn toàn nhất trí. Nghĩa là ở người ba sơ đô ấy thì nó có thể có thiếu máu hồng cầu nhỏ ở bệnh nhân ba sơ đô bởi vì nó không hấp thu được sắt vân vân rồi các cái thức ăn. Thứ hai nữa là nó có thể có giảm các tế bào máu do trong bệnh ba sơ đô có thể ảnh hưởng lên tủy xương. Và cái thứ ba nữa là mình cần phải kiểm tra các cái thuốc kháng sản tổng hợp có thể chống chỉ định trong trường hợp mà các tế bào máu nó giảm quá. Giống như hôm trước em đã làm công thức máu mà có một bệnh nhân mà xuất huyết giảm tiểu cầu nguyên phát ấy. Đấy, thì trong trường hợp đấy mà hoặc là hồng cầu giảm quá hoặc tiểu cầu giảm quá hoặc bạch cầu giảm quá, một trong ba cái đó thì mình đều phải cân nhắc cái việc sử dụng thuốc kháng sản tổng hợp. Thậm chí là một số trường hợp là chống chỉ định khi mà các cái tế bào máu giảm quá. Và cái thứ tư nữa là như hôm trước em đã trình bày rồi thì bệnh Basdo là bệnh tự miễn thì nó có thể phối hợp với các cái bệnh tự miễn khác như là bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu nguyên phát chẳng hạn. Thì đấy là các lý do để làm công thức máu ở bệnh nhân Basdo. Nó phục vụ cho
cho chẩn đoán các bệnh kèm theo, nó phục vụ cho phần điều trị đấy. Thì đấy đấy là cái mà chúng ta cần phải chú ý như thế. Thế thì đấy là cái phần mà chúng ta phải 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 hết sức cẩn thận và phải lưu ý như thế, chứ không phải là chúng ta làm công thức máu trong tất cả các trường hợp đều là tìm xem có nhiễm trùng hay không. Đấy, đấy là lý do làm công thức máu. Cô hỏi tiếp bạn Hoa nữa là tại sao thì em lại làm đường máu này, ureketinin này, men gan mỡ máu, điện giải đồ đấy, mấy cái tại sao em lại làm các thứ đấy, em có thể giải thích cho cô và các bạn được không? Thưa cô, vì tình trạng cường giáp là có ảnh hưởng đến chuyển hóa thì mình phải làm đường máu và mỡ máu để xem bệnh nhân có bị rối loạn đường máu. Ví dụ cường giáp thì có thể làm tăng đường máu, tăng đường huyết Em cứ và giải rối thích loạn hết mỡ máu. Vâng. đi. Cái thứ hai là có thể làm cả rối loạn điện giải nữa ạ. Tiếp đi đã hết đâu, tất cả các cái phần đó Hoa. Một loạt các cái lý do em làm các xét nghiệm đấy. Vâng, cái chức năng thận thì cũng không 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 có giá trị nhiều. Các Cô bạn nào đang cuối giải học, thích bạn nào được cuối giải thích được cái đường máu, mỡ máu và điện giải đấy. thế còn các cái khác thì chưa giải thích được. Dạ. Bạn nào giải thích hộ cho bạn nào Hoa được không? Như vậy rõ ràng là khi mình cho xét nghiệm thì mình phải hiểu là tại sao mình lại cho xét nghiệm đấy, chứ mình không 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 làm một cách vô thức được, đúng không? Không làm một cách vô thức là mình cứ cho thôi mà mình chả hiểu tại sao mình cho. Đấy. Dạ Có thưa bạn cô, nào tôi giải thích có ý kiến ạ. không? Có mời bạn Đạt. Dạ vâng ạ. Cô thì là trong cái bệnh cường giáp thì nó có thể có sự rối loạn chuyển hóa nên ta em đồng ý là làm xét nghiệm thêm đường máu. Nhưng mà em thấy là chức năng thận ureagenin thì không cần làm lại vì lúc đầu là vào làm một lần đã bình thường rồi ạ. Tiếp theo là men gan thì có lên kiểm tra và kiểm tra sau khoảng 7 ngày điều trị, bởi vì khi mình dùng thuốc kháng giáp trạng liều cao thì có cái phản ứng phụ là tăng men gan ạ. Theo là mỡ máu chúng ta cũng nên làm để kiểm tra xem có sự rối loạn chuyển hóa không ạ. Điện giải đồ cũng thế, có thể khi cường giáp thì nó có thể gây phản ứng làm rối loạn điện giải, có thể gây hạ kali máu. Còn TRAB thì chúng ta nên làm để xem, vì bệnh nhân đã điều trị cường giáp từ 2 năm trước, để xem bệnh nhân đã TRAB giảm chưa mà bệnh nhân đã dừng thuốc, xem để chúng ta định hướng điều trị. Vâng, em xin hết ạ. Em Rồi, thấy cô cảm xét ơn nghiệm bạn của bệnh Đạt. nhân thì có. À, như vậy thì có bạn nào có ý kiến khác không? Bạn nào có ý kiến khác không nhỉ? Đường máu tại sao phải làm? Có mấy lý do để làm đường máu. Thứ nhất là trong trường hợp mà bị nhiễm độc giáp thì sẽ làm giảm dung nạp glucose và có thể tăng đường máu đến mức đủ tiêu chuẩn chẩn đoán đái đường. Chính vì vậy mà chúng ta cũng cần phải xét nghiệm đường máu. Lý do thứ hai nữa là bệnh Basedow là bệnh tự miễn, nó cũng rất có thể phối hợp với đái tháo đường type 1 là bệnh tự miễn. Đấy là hai lý do chúng ta cần phải làm xét nghiệm đường máu ở những cái bệnh nhân Basedow. Còn các em mới nêu được một lý do tại sao thôi, còn các em chưa nêu được lý do thứ hai. Ureketinin ở đây thì các em chưa nêu được lý do tại sao các em phải làm ureketinin. Vậy thì bạn Hoa với bạn Đạt thì bỏ tiền túi ra trả cho bệnh nhân nhé. Đừng cho bệnh nhân những cái chỉ định không đáng có mà bệnh nhân lại phải trả tiền. Kể cả nếu bảo hiểm họ cho nữa thì các bạn cũng trả tiền để bỏ bảo hiểm, bởi vì bảo hiểm cũng là do của người dân đóng góp, đúng không nhỉ? Đấy, hôm nay cô cũng bảo các bạn bác sĩ khoa cô ấy là có hai bạn là phải bỏ tiền ra trả cho bệnh nhân vì làm các xét nghiệm mà không giải thích được lý do tại sao mình làm xét nghiệm đấy cho bệnh nhân.
Về men gan thì có cần hay không? Thì chắc chắn là phải xét nghiệm men gan rồi vì mấy lý do. Không phải như các em là sử dụng thuốc kháng chẳng có thể làm tăng men gan đâu. Mà thứ nhất là thuốc kháng chẳng chống chỉ định ở những cái trường hợp mà men gan tăng gấp 5 lần trở lên. Còn tăng từ 2 cho đến dưới 5 lần là chúng ta phải cân nhắc để giảm liều. Thế đấy là lý do chúng ta cần phải làm, là cái thứ nhất phục vụ cho cái việc chuẩn bị điều trị, chứ không phải sau điều trị chúng ta mới làm. Đây là các xét nghiệm các bạn là trước khi điều trị, phải không nào? Lý do thứ hai nữa là bệnh BASDO cũng là bệnh tự miễn, nó có thể phối hợp với viêm gan tự miễn. Và như vậy thì nếu có viêm gan tự miễn thì chúng ta cần phải chẩn đoán xem có hay không và sẽ điều trị như thế nào. Ngoài ra nữa thì lý do thứ ba nữa là gì? Lý do thứ ba nữa thì trong các cái trường hợp mà các em biết là viêm gan B, viêm gan C ở nước mình cũng khá là nhiều. Cái tỷ lệ cũng khá là nhiều và chúng ta cũng cần phải biết là bệnh nhân này nếu như men gan tăng thì trong cái quá trình nếu bị viêm gan B, viêm gan C mà viêm gan đang hoạt động thì chúng ta cũng phải điều trị song song với viêm gan B, viêm gan C. Chứ nếu không thì với men gan mà tăng thì chúng ta cũng sẽ không thể nào điều trị cho bệnh nhân kéo dài được bằng các cái thuốc kháng chẳng tổng hợp. Đấy. Thì trước khi điều trị thì đấy là mấy cái lý do mà chúng ta cần phải làm men gan cho bệnh nhân. Còn mỡ máu thì có cần phải làm không? Thì cô thấy cả hai bạn chỉ nêu chung chung là nằm chung trong rối loạn chuyển hóa mỡ máu. Thì cô hỏi, vậy thì BASDO sẽ gây ra rối loạn chuyển hóa mỡ máu như thế nào? Em trả lời cho cô xem nào. BASDO các em sẽ gây ra rối loạn chuyển hóa mỡ máu như nào? Bạn Hoa có trả lời được không? Dạ thưa cô. Hormone tuyến giáp ạ. Ừ. BASDO gây ra rối loạn chuyển hóa VS. Cô thấy các em cứ trả lời chung chung như thế, có nghĩa là các em chẳng hiểu tại sao các em lại làm. Thì BASDO gây ra rối loạn chuyển hóa mỡ máu như nào nhỉ? Thưa cô, là hormone tuyến giáp thì sẽ làm giảm lượng cholesterol và triglycerides có trong máu. Ừ. Thế giảm em có phải truyền mỡ không? Thưa cô không ạ. Nó có giá trị cho chẩn đoán bệnh, giá trị cho điều trị, nó có giá trị cho theo dõi bệnh không? Bạn Hoa? Ừ. Thưa cô là có thể thưa cô là không ạ. Ừ. Thế thì tại sao mình lại cho làm nhá? Trong BASDO thì có thể làm giảm cholesterol, cô đồng ý. Nhưng mà giảm cholesterol nó cũng chẳng có giá trị cho mình điều trị. Nó cũng chẳng có giá trị gì cho mình theo dõi bệnh BASDO, nó cũng chẳng có giá trị gì cho mình chẩn đoán. Đấy, mình cũng chẳng quyết định chẩn đoán BASDO dựa vào cái mỡ máu giảm cả. Vì vậy thì các em có cần phải làm không? Thì trong trường hợp đấy, bốn cái xét nghiệm mỡ máu này thì các em, nếu theo cô thì các em cũng nên bỏ tiền ra trả cho bệnh nhân, bởi vì làm nó chả còn phục vụ cái mục tiêu gì cho các em cả. Bệnh nhân nữ bao nhiêu tuổi em? 33 tuổi cô ạ. 33 tuổi. Nếu như một bệnh nhân mà 50-60 chẳng hạn, mà bệnh nhân có yếu tố nguy cơ tim mạch thì cô đồng ý các em làm mỡ máu. Đáng ra BASDO như này thì mỡ máu phải thấp, mà bây giờ bệnh nhân này lại mỡ máu vẫn cao, thì cái đấy các em vẫn phải quyết định điều trị bằng các cái thuốc về giảm mỡ máu, thì cô đồng ý. Nhưng bây giờ bệnh nhân 30 mấy tuổi chả có cái yếu tố nguy cơ tim mạch gì cả, mà trong BASDO thì lại giảm mỡ máu, mà giảm mỡ máu thì cũng chẳng có giá trị cho em chẩn đoán bệnh BASDO, chẳng có giá trị cho em dùng thuốc điều trị hoặc theo dõi điều trị nào, thì tự nhiên sao các em lại cho xét nghiệm. Do vậy cô nhắc lại một lần nữa, khi mà cho một bệnh nhân bất kể một xét nghiệm nào thì mình cần phải hiểu tại sao mình cho nhé. Đấy, và nếu như mà bản thân các em có người nhà ấy, mà nằm viện ấy, phải trả các cái xét nghiệm vô cớ ấy, thì các em mới thấy là như thế nào. Dù là nhỏ thôi, nhưng mà phải trả tiền các cái xét nghiệm vô cớ ấy,
thì các em mới thấy là à nó giá trị như thế nào đấy. Và cái người bác sĩ giỏi là cái người bác sĩ là biết là cần phải làm xét nghiệm gì cho bệnh nhân, giải thích được tại sao mình cho xét nghiệm đấy. Thì cô mong rằng là sau cái buổi giảng này, nếu như bệnh nhân BASDO mà trẻ chẳng có yếu tố nguy cơ tim mạch nào thì các em đừng có chỉ định ureketinin với cả mỡ máu cho cô nữa nha. Tiếp theo nữa là phần về điện giải đồ. Thì lý do làm điện giải đồ ở bệnh nhân này thì điện giải đồ có cả natri kali, clo và canxi. Nhưng chủ yếu chúng ta sẽ để ý tới là kali và canxi. Thì có những lý do nào cần phải làm điện giải đồ? Thì đúng là trong trường hợp mà nhiễm độc giáp thì có thể gây ra hạ kali máu và tăng canxi máu. Đặc biệt là bệnh nhân này nhiễm độc giáp cũng tương đối nhiều, với cái FT4 tới 100 cơ. Thì cô đồng ý và nhịp tim bệnh nhân rất là nhanh. Mặc dù là các em nghe thì chưa thấy có ngoại tâm thu vân vân. Điện tâm đồ các em cũng không thấy có, cô cũng không thấy các em sâu cái điện tim lên đây. Nhưng mà có vẻ như các em không thấy sóng tê dẹt rồi xuất hiện sóng u. Tuy nhiên thì em vẫn nên làm điện giải đồ ở người này để xem kali có thấp quá không. Đặc biệt là đường máu của bệnh nhân này cũng hơi cao. Thì trong trường hợp đó nếu như có kali máu thấp thì các em cũng nên bù kali cho bệnh nhân để tránh các cái nguy cơ về rối loạn nhịp tim cho bệnh nhân, và đặc biệt là có thể là liệt chi do cái hạ kali máu, nó rất thường gặp ở người châu Á mà mắc BASDO. Tuy nhiên thì nó cũng hay gặp ở nam hơn nữ, bệnh nhân này bệnh nhân nữ thì nguy cơ cũng ít thôi. Nhưng mà cô cũng gặp đến mấy bệnh nhân nữ là đều có hạ kali máu rồi. Ngoài ra thì canxi có thể cũng tăng một chút. Và canxi tăng sẽ làm cho bệnh nhân bị ngứa. Trên lâm sàng bệnh nhân BASDO là thường hay có triệu chứng ngứa. Đấy là một phần là cũng là do canxi máu tăng. Đấy là cái xét nghiệm mà các bạn gọi nôm na là sinh hóa. Tóm lại là khi mà làm xét nghiệm thì các bạn đừng đề chữ sinh hóa. Bởi vì các bạn cần làm xét nghiệm gì, các bạn sẽ đề rõ là các bạn cần làm xét nghiệm gì. Còn sinh hóa thì có hàng nghìn hàng vạn chất, mình không nên đề như thế. Đấy. Thế thì, và lý do tại sao các bạn làm, thì khi nào các bạn trả lời được các câu hỏi đấy thì các bạn sẽ rất là giỏi. Và hồi cô bằng các em thì cô cũng không biết đâu. Cô cứ làm theo, thấy người ta làm, thấy bác sĩ, các anh, các chị làm là mình cũng cho làm, mình chẳng hiểu lý do gì đâu. Đấy. Thế thì bây giờ thì cô cũng muốn là các em sẽ không mắc phải cái sai lầm như cô ngày xưa. Nghĩa là cho xét nghiệm chả biết lý do gì mình cho. Đấy. Về xét nghiệm các cái hormone thì cô cũng muốn hỏi các bạn là tại sao các bạn làm T-sat, FT4 rồi T3. Tại sao các bạn lại làm như vậy? Bạn nào có ý kiến không? Cô mời bạn Nguyễn Việt Chính à? Hay là gì đây? Chính hay Trinh gì đây? Cô mời bạn Nguyễn Việt Trinh. Cô hỏi là ở bệnh nhân này tại sao các bạn lại chỉ định là T-sat này, FT4, T3? Rồi, cô cảm ơn bạn Trinh đúng không nhỉ? Rồi, cô cảm ơn bạn Trinh. Thì ở bệnh nhân này đã có tiền sử điều trị BASDO là 2 năm đúng không nhỉ? Đúng không bạn Hoa? Hoa đâu nhỉ? Hoa đi đâu mất rồi? Vâng, vâng ạ. Điều trị BASDO 2 năm vẫn đang duy trì liều thyroxon là 2,5mg một ngày. Thế thì về...
xét nghiệm thì em cho làm FT4 T-sat T3. Cô đồng ý với cái người nữ trẻ tuổi thì em có thể làm em có thể chẩn đoán phân biệt với cái liệu có phải bây giờ bệnh nhân basodo thì ổn định, nhưng mà vì bệnh nhân mang thai đâm ra là cái cường giáp do thai nó sẽ làm tăng nồng độ các hormone lên không, thì em chẩn đoán phân biệt như thế. Nhưng mà nếu nghĩ tới cái cường giáp do thai thì em lại không nên làm T3 toàn phần, bạn Hoa nhé. Yeah. Dạ. Mà bởi vì như lần trước cô đã chia sẻ rồi, vì khi mang thai ấy, thì các cái globulin gắn với T3, T4 tăng rất cao, và vì vậy T3, T4 toàn phần có thể cao. Nhưng mà cái T3, T4 tự do thì nó mới phản ánh được là cái sự hoạt động của tuyến giáp sản xuất ra hormone. Do vậy em làm T3 toàn phần chẳng có ý nghĩa gì ở những cái bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân phụ nữ trẻ mà em cần phải chẩn đoán phân biệt với mang thai. Vì vậy mình nên làm FT3, FT4, một số các cái trường hợp bệnh lý cũng làm tăng cái globulin vận chuyển của T3, T4. Do vậy làm T3, T4 toàn phần nó không có giá trị nhiều. Tốt nhất là các em nên làm T3, T4 tự do. Có một số các trường hợp thì nó cũng có cường giáp do tăng T3 thôi, còn T4 thì nó không tăng nhiều. Do vậy em có thể làm cả FT3 cũng được, nếu có điều kiện thì làm cả FT3, FT4. Đồng ý. À, T-sat thì để phân biệt với cả u tuyến yên. Tại sao phải phân biệt với u tuyến yên? Bởi vì bệnh nhân này đã điều trị basodo 2 năm rồi, và về theo nguyên tắc là basodo 2 năm là ổn rồi. Nhưng bây giờ bệnh nhân các triệu chứng nhiễm độc giáp lại rất là rõ. Thì các em muốn biết là ngoài basodo này còn có thể có nguyên nhân nhỡ là bệnh nhân u tuyến yên tiết tê sát thì sao, cho nên các em làm lại tê sát, cô đồng ý nhá. Đấy thì đấy là lý do tại sao làm, chứ còn tại sao bệnh nhân đã bị basodo đến 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 2 năm rồi mình còn phải phân biệt nữa, thì nếu hiểu rõ ra thì mình sẽ phân tích là như vậy. Thế thì còn lại TRB thì thực ra thì bệnh viện ở Thái Bình thì cô nghĩ là các cái xét nghiệm nó cũng khá là đầy đủ. Nhưng mà nếu là cô thì cô không cho làm TRB đâu, nó phí tiền của bệnh nhân. Và như những lần giảng khác là cô đã chia sẻ rồi, cái siêu âm tuyến giáp mà các em thấy hình ảnh giảm âm tăng tưới máu với FT3, FT4 tăng như thế thì chỉ có bệnh tuyến giáp tự miễn mới gây ra như vậy thôi. Tuyến giáp tự miễn thì chúng ta chỉ gặp trong hai bệnh là basodo và viêm tuyến giáp Hashimoto giai đoạn đầu. Còn bệnh nhân này đang điều trị tirozole đến 2 năm nay rồi thì khả năng là bệnh basodo gần như là chắc chắn rồi. Các em làm thêm TRB nữa nó rất là phí tiền, về một xét nghiệm TRB không biết là hình như là 400-500 nghìn đấy, không phải ít đâu. Thế và nước mình không sản xuất được ra TRB, nước mình lại đi nhập. Thế là bao nhiêu tiền mình làm được là cứ đổ dồn hết cho nước ngoài, nó sẽ làm mỗi người như thế, nó sẽ làm nghèo cho đất nước của chúng ta đi. Đấy. Thì đấy là cái cô muốn chia sẻ, nếu là cô không sao làm TRB đâu nhá. Đấy. Và cô chỉ cần siêu âm tuyến giáp là đủ, với hormone tuyến giáp là đủ rồi. Về siêu âm tuyến giáp cô đồng ý là các em bây giờ cô cũng muốn các bạn chia sẻ thêm một tí là bệnh nhân này làm siêu âm tuyến giáp thì có giá trị gì khác nữa. Lý do các em làm siêu âm tuyến giáp ở bệnh nhân này, cô cũng chót nói một tí rồi, nhưng mà cô nghĩ vẫn còn nhiều các lý do khác nữa. Thì cô mời bạn nào có ý kiến nhỉ? Ngoài bạn Hoa thì bạn nào có ý kiến? Bệnh nhân này có cần phải làm siêu âm tuyến giáp hay không, và siêu âm tuyến giáp thì có ích lợi gì? Cô mời bạn Thu Hoài nhỉ? Rồi bạn nào đang nói nhỉ? Bạn Hoa. Dạ. Thì cô mời Hoa đi. Thưa cô, là để mình thứ nhất là mình chẩn đoán được là đây là basodo thì có hình ảnh điển hình của basodo rồi, nhưng mà ngoài ra mình có xem là có xuất hiện thêm nhân ở tuyến giáp không ạ? Xuất hiện thêm nhân thì sẽ ảnh hưởng gì tới em? Tới cái chẩn đoán của em không? Thưa cô, là thì mình có thể cái đợt cường giáp này là do nhân tuyến giáp ạ. Cô đồng ý là
Siêu âm tuyến giáp thì lý do tại sao chúng ta cần phải làm ở bệnh nhân này, mặc dù bệnh nhân đã có tiền sử điều trị Basdo 2 năm và hiện vẫn đang dùng cái liều tinozole 2,5 mg một ngày. Tí nữa cô sẽ nói là chúng ta chẩn đoán Basdo tái phát có đúng hay không, bởi vì bệnh nhân vẫn đang điều trị, bệnh nhân đã ngừng thuốc đâu nhỉ Hoa nhỉ, mà chúng ta lại chẩn đoán là Basdo tái phát nhỉ. Đấy, thế thì về nguyên tắc như trên cô đã nói rồi, thông thường là Basdo thì người ta cũng điều trị khoảng 2 năm là bệnh ổn, nếu như bệnh nhân tuân thủ điều trị và bệnh nhân đang dùng với cái liều thuốc nó cũng rất là thấp như thế. Thế thì bệnh nhân có đi khám thường xuyên không bạn nào Hoa? Có bệnh nhân có ạ. Bệnh nhân có đi khám thường xuyên, như vậy là rõ ràng bệnh nhân tuân thủ, và bệnh nhân trẻ mới phát hiện Basdo tuân thủ điều trị 2 năm. Thế mà bây giờ các triệu chứng nhiễm độc giáp nó lại nặng thêm. Vậy thì câu hỏi đặt ra là liệu có phải là Basdo chưa được kiểm soát tốt, hay là còn có các nguyên nhân gì làm cho nhiễm độc giáp mà mình đã từng chẩn đoán sai, và bây giờ mình phải tìm cái nguyên nhân cho để mình điều trị cho bệnh nhân, hoặc là gần đây bệnh nhân lại xuất hiện thêm các nguyên nhân mới gây ra nhiễm độc giáp mà mình cứ đổ tội cho là bệnh Basdo hay không. Thì đứng về mặt lâm sàng các em phải phân tích như vậy thì nó mới là hợp lý, bởi vì rõ ràng người ta đã điều trị được 2 năm rồi cơ mà. Về 2 năm thì thông thường là đến 40% là khỏi đúng không? Như vậy thì liệu có phải có thêm các cái yếu tố gì, hoặc là trước đây mình chẩn đoán nhầm không phải Basdo mà mình chẩn đoán là Basdo, hoặc là bệnh nhân đúng là Basdo nhưng mà Basdo thì khỏi rồi, bây giờ cái nguyên nhân khác nó gây ra nhiễm độc giáp ở bệnh nhân này có phải hay không? Đấy, thì siêu âm tuyến giáp nó có giá trị cho việc chẩn đoán xác định và chẩn đoán phân biệt, nó rất có giá trị như vậy. Thế thì về siêu âm, nếu như hình ảnh giảm âm tăng tế máu nhiều như vậy thì là Basdo chưa được kiểm soát được. Tuy nhiên thì các em sẽ phải xem là liệu có các cái nhân tuyến giáp hay không, và đúng như bạn Hoa đã nói thì mình phải xem là toàn bộ những cái nhân, có thể có những cái nhân mà nó ở sâu mà mình sờ lâm sàng mình không phát hiện được các nhân, thì mình phải xem đến cái siêu âm tuyến giáp liệu có phải có các cái nhân mà gây ra adenom toxic hay không. Đấy là trên siêu âm đấy, thì các em có thể phát hiện được thêm những cái phần như vậy. Có rất nhiều các trường hợp Basdo sau 2 năm điều trị thì nhu mô tuyến giáp trở về hoàn toàn gần như bình thường, không tăng tế máu, nhưng mà lại có các cái nhân tuyến giáp nó làm cho bệnh nhân bị cường giáp là các cái adenom toxic. Đấy, thì đây là cái lý do mà cô nghĩ là bạn Hoa đã chú ý rất là nhiều đến phần đấy. Và hoặc là bệnh nhân bị hoặc bệnh nhân mang thai chẳng hạn, thì cái tuyến giáp của bệnh nhân nó cũng không giảm âm và nó cũng không tăng tưới máu quá nhiều như thế này. Đấy, thì siêu âm nó cũng giúp một phần cho các bạn định hướng được các cái nguyên nhân trong chẩn đoán xác định và chẩn đoán phân biệt ở bệnh nhân này. Và đấy là lý do tại sao mà mình cần phải làm. Hoặc là gần đây bệnh nhân lại bị đau cái vùng cổ, tất nhiên cô không nói cái bệnh nhân này, nhưng cũng có những bệnh nhân mà những cái bệnh nhân viêm tuyến giáp bán cấp thì đau là triệu chứng rất thường gặp. Tuy nhiên một số các bệnh nhân thì đau nó cũng nhẹ nhẹ, người ta tưởng là viêm họng và người ta đã bỏ qua. Và trên siêu âm thì em thấy nhu mô tuyến giáp các phần thì tốt, nhưng mà nó chỉ có một cái vùng giảm âm ranh giới không rõ thôi. Và khi ấn đầu dò vào đấy thì bệnh nhân có vẻ đau hơn. Đấy, thì có thể là cái viêm tuyến giáp bán cấp nó xuất hiện thêm và làm cho bệnh nhân xuất hiện nhiễm độc giáp. Thì sao? Thì đấy là các lý do mà chúng ta cần phải phân biệt, cần phải loại trừ khi mà bệnh nhân mà đã được điều trị 2 năm mà cái tình trạng nhiễm độc giáp nó vẫn còn nhiều như thế này. Về khám mắt thì tại sao phải khám mắt à bạn Hoa ơi? Thưa cô, để xem là có bị tổn thương về mắt, vì đây là bệnh tự miễn thì có thể thâm nhiễm các cái tế bào viêm ở hốc mắt ạ và đáy mắt ạ. Thế thì em khám lâm sàng em có thấy dấu hiệu gì không? Thưa Nếu cô, mà là như thế bệnh thì nhân bệnh nhân Basdo của em nó sẽ phải đi khám rất nhiều chuyên khoa. Nào là khám tim mạch này, nào khám mắt này, rồi có triệu chứng tiêu hóa lại đi khám tiêu hóa này. Có các cái triệu chứng về thần kinh như run tay các thứ lại phải đi khám thần kinh nữa này. Thế thì thôi nhỉ, thế thì mình là bác sĩ kính gửi các chuyên khoa đúng không? Nếu như bệnh nhân có giảm thị lực, cô đồng ý
là phải đi khám mắt. Nếu như bệnh nhân lồi mắt thực sự cần phải phẫu thuật can thiệp đối với mắt thì đồng ý mình sẽ đi khám mắt. Chứ còn nếu như mà bệnh nhân chỉ có các triệu chứng mắt trong basdo thì các em vẫn khám được mà nó không ảnh hưởng tới thể lực. Không lồi mắt quá thì tại sao em cho bệnh nhân đi khám mắt làm gì? Hà Hoa, có một số các trường hợp khi mà có lồi mắt, có co kéo cơ mi trên, bệnh nhân có thể có nhắm mắt không kín, nó gây viêm giác mạc, ảnh hưởng tới thị lực, đồng ý. Các trường hợp đấy em cho đi khám mắt. Nhá. Những bệnh nhân lồi mắt quá, có cần phải điều trị nội khoa, có thể sẽ không không đáp ứng được tốt. Có thể mình sẽ phải phối hợp thêm với cả phẫu thuật để giảm áp trong hốc mắt, cô đồng ý. Hoặc bệnh nhân mà lồi mắt quá, nó có thể chèn ép vào cái dây thần kinh thị giác, gây ảnh hưởng tới thị lực. Đồng ý. Thì những trường hợp đấy thì mình cho đi khám mắt, chứ tự nhiên một bệnh nhân bình thường ở basdo này em cứ cho đi khám mắt thì thôi, mình làm bác sĩ kính chuyển các chuyên khoa, vì basdo nó có triệu chứng trên rất nhiều cơ quan mà. Hả? À, nhá. Đấy, thì đấy cũng là một phần mà các em cũng phải rút kinh nghiệm, cũng không nên lạm dụng quá. Cái điện tim thì cô đồng ý rồi, chắc là cái điện tim cô nghĩ cô cũng chẳng cần phải giải thích nữa. Về xét nghiệm chẩn đoán phân biệt, đồng ý là như bài trước cô hình như cô đã có mấy lần giảng về bệnh basdo rồi đúng không nhỉ? Thì đối với những cái phụ nữ trẻ thì chúng ta cũng cần phải loại trừ xem là nhiễm độc giáp do thai hay không, và nếu không phải do basdo thì chúng ta cũng cần phải biết là bệnh nhân có thai hay không để chúng ta quyết định dùng thuốc. Có những cái bệnh nhân hình như lần trước cô mới chia sẻ đấy, cô đã điều trị cho một cái em 18 tuổi mà bị basdo nhưng mà em mang thai mà cô lại quên mất, cô không hỏi xem là em có bầu bí gì không vì cô cứ nghĩ em đang là sinh viên. Hình như lần trước cô đã chia sẻ rồi sao nhỉ? Đấy, vâng ạ. Thì đấy là cái mà chúng ta cần phải chú ý, làm beta HCG cô đồng ý cho tất cả những phụ nữ đang trong lứa tuổi sinh nở nhé. Về men tim, tại sao phải làm men tim nhỉ? Thưa cô, bệnh nhân có đau ngực trái nên để phân biệt với bệnh mạch vành cô ạ. Bệnh nhân đau ngực trái à? Dạ. Bệnh nhân đau ngực trái. Nếu như mà là bệnh lý mạch vành mà có nhồi máu cơ tim thì nó mới đau liên tục như thế. Hoặc là cơn đau thắt ngực không ổn định là các cái mảng xơ vữa nó bong ra và nó có thể gây ra cái chuẩn bị cái nhồi máu cơ tim. Thì đây bạn nào có ý kiến khác không? Các bạn có đồng thuận là bệnh nhân này cần phải làm men tim CK, CKMB với troponin T để chẩn đoán loại trừ bệnh lý mạch vành không? Dạ thưa cô, là theo em là chưa cần thiết ạ. Vì thứ nhất là bệnh nhân này trẻ tuổi, cái thứ hai là bệnh lý cường giáp thì ít gây xơ vữa. Nếu như suy giáp thì mình có thể, nhưng mà cường giáp thì mình không cần thiết. Cái thứ ba nữa là trên cái đau ngực này không phải là điển hình của mạch vành. Cái thứ tư nữa là trên điện tim mình cũng chưa thấy dấu hiệu bất thường ạ. Em xin hết ạ. Rồi, cô cảm ơn bạn Hùng. Cô hoàn toàn nhất trí, chả có lý do gì để em... Nếu như bệnh nhân trẻ nhưng mà là nam giới hút thuốc lá nhiều, cô đồng ý, cũng có thể nhá. Và như vậy thì cái đau liên tục này thì mình nghĩ tới nhồi máu cơ tim thì đi trên điện tim nó có thể nó cũng sẽ xuất hiện các cái rối loạn nhịp luôn đấy. Như bệnh nhân này chả có yếu tố nguy cơ bệnh lý mạch vành gì cả mà là nhiễm độc giáp, thì cái mà em cần sợ nhất ấy là có suy tim hay không. Đấy, có suy tim, có rối loạn nhịp tim hay không thôi, chứ không phải là nhồi máu cơ tim. Đấy, cái tỷ lệ mà nhồi máu cơ tim ở những cái người mà trẻ chả có yếu tố nguy cơ tim mạch thì nó rất là thấp, rất là hiếm gặp. Chứ còn em làm như này vẫn là một cách rất là máy móc đấy. Em phải phân tích trên bệnh nhân liệu nếu như người ta bị bệnh lý mạch vành mà người ta cứ đau liên tục ở sau xương ức này thì chắc chắn là phải nhồi máu cơ. Còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Thôi được rồi. Cả hai cái đấy ở trên thì cô đã nói rồi nhé. Do vậy khi mà chỉ định một cái bệnh nhân làm điện tim ấy thì đối với từng đối tượng ấy thì em cũng biết là những cái đối tượng này mình cần phải chú ý tới cái gì, thì như vậy thì mình mới giỏi được.
Ví dụ như bệnh nhân mà nghĩ là bệnh lý mạch vành thì mình cần phải chú ý tới cái gì? Bệnh nhân tăng huyết áp thì mình cần phải chú ý tới cái gì? Bệnh nhân có bệnh van tim thì mình phải chú ý tới các cái sóng gì? Bệnh phổi mạn thì mình phải chú ý tới các sóng gì? Còn bệnh nhân basodo thì phải chú ý tới cái gì? Thứ nhất là các cái biểu hiện rối loạn nhịp, cô đồng ý hay gặp nhất ở người basodo. Đấy chính là rối loạn gì? Ngoại tâm thu thất, ngoại tâm thu nhĩ và dung nhĩ là những cái rối loạn thường gặp ở bệnh nhân basodo, là mình cần phải tìm ở trên điện tim. Nhịp nhanh xoang nữa. Đấy, thì đấy là những cái rối loạn thường gặp. Thứ hai nữa là gì? Bệnh nhân basodo lâu rồi và cái tình trạng nhiễm độc giáp cũng nặng thì mình cũng cần chú ý xem là bệnh nhân này đã có dày thất trái hay chưa. Dày thất trái rồi là dẫn tới suy tim trái, vì là suy tim mà cái cung lượng tim của bệnh nhân tăng và bệnh nhân phải tim của bệnh nhân phải làm việc nhiều thì em phải tìm xem có biểu hiện của dày thất trái hay không. Cái triệu chứng dày thất trái em lại phải xem là có những cái gì, sóng nào thay đổi ra sao, rồi là chỉ số Sokolov-Leon như thế nào, ở V nào, vân vân các thứ. Tất cả những cái đấy là các em phải giỏi. Cái thứ ba nữa là gì nữa? Tất cả những cái đấy cô học từ thời sinh viên đấy nha. Các cái rối loạn nhịp tim rồi các cái dày thất, các chỉ số là cô học từ thời sinh viên đấy, chứ không phải chưa đến thời nội trú đâu. Cái thứ ba nữa là các em phải học cái gì ở bệnh nhân này, bệnh nhân basodo như trên cô đã nói rồi, các em đang sợ là bệnh nhân tình trạng nhiễm độc giáp như này, bệnh nhân có thể hạ kali thì em sẽ xem là có các cái sóng tê dẹp hoặc là xuất hiện sóng u hay không trên điện tim của bệnh nhân để các em xem. Thì đấy là tất cả những cái mà ở bệnh nhân này em cần phải chú ý. Còn bạn Hoa muốn xem thêm xem bệnh nhân có nhồi máu cơ tim hay không, vì Hoa vẫn sợ là bệnh nhân nữ trẻ tuổi chả có yếu tố nguy cơ tim mạch này, đau ngực như thế không điển hình của một cái đau mạch vành, em vẫn sợ nhồi máu cơ tim, thì em có thể xem thêm các cái sóng của nhồi máu cơ tim có hay không nhớ Hoa nhé. Dạ. Đấy thì tương tự như vậy thì trên siêu âm tim thì các em sẽ kỳ vọng là tìm những cái gì ở bệnh nhân này. Thì ý cô muốn nói là khi mà các em chỉ định một cái xét nghiệm này thì các em phải hiểu bản chất của xét nghiệm và các em chỉ định, và khi chỉ định xét nghiệm về thì em phải biết là mình cần chú ý tập trung vào những cái gì ở bệnh nhân này để mình tìm. Chứ mình như vậy thì lúc đấy mình phân tích kỹ được bệnh nhân như vậy thì mình sẽ rất là giỏi, chứ còn nếu mà mình cứ lan man thì mình sẽ không hiểu được. Và mình cũng nó thành nó cũng chán, bởi vì mình không không hiểu được bản chất vấn đề thì mình sẽ chán. Thôi được rồi, em có câu hỏi gì khác nữa không? Ở bệnh nhân này thì cô cũng muốn hỏi Hoa một tí là tại sao em lại chẩn đoán là basodo tái phát, và bạn nào cũng có ý kiến giúp cho bạn Hoa nữa trong cái phần này, tại sao em lại chẩn đoán là basodo tái phát? Thưa cô, bởi vì là không tìm được nguyên nhân khác mà dẫn đến bệnh nhân có cơn cường giáp, nhiễm độc giáp như thế này ạ. Lý do có thể là do bệnh nhân lo lắng mất ngủ dẫn đến giáp ạ. Bệnh nhân chưa ngừng hẳn thuốc cho nên là mình không thể nói được là basodo tái phát, đúng không nhỉ? Bệnh nhân ít ra bệnh nhân basodo điều trị bệnh nhân ngừng thuốc một thời gian thì mình ít nhất là 3 tháng thì mình mới có thể chẩn đoán được là sau 3 tháng mà bệnh nhân bị xuất hiện cường giáp trở lại thì mình mới chẩn đoán được là basodo tái phát. Chứ bây giờ mà bệnh nhân chưa ngừng thuốc mà mình vẫn đang dùng thuốc mà tình trạng nhiễm độc giáp nặng lên thì mình không chẩn đoán được là basodo tái phát bạn Hòa nhá. Dạ. Thì bệnh nhân vẫn là basodo thôi. Tuy nhiên thì mình sẽ xem lại là vậy thì cái liều thuốc các bác sĩ sử dụng cho bệnh nhân đã hợp lý hay chưa, như trên cô đã phân tích này, là liều thuốc sử dụng cho bệnh nhân đã hợp lý hay chưa. Có thể là liều thuốc chưa hợp lý. Cái thứ hai nữa là có thể là liều thuốc hợp lý rồi nhưng mà đợt này bệnh nhân lại lại có các stress trong công việc hoặc là COVID này chẳng hạn, các stress vân vân. Trong gia đình chẳng hạn thì nó làm cho cái tình trạng bệnh nó không ổn định, nó lại bùng lên. Cái thứ ba nữa là các bạn cần phải chẩn đoán phân biệt với các nguyên nhân khác.
mà nó có thể dẫn tới cho bệnh nhân cái tình trạng mà như trên cô đã nói rồi, là có thể là các cái nhiễm độc giáp do các nguyên nhân khác, chứ còn basdo thì ổn định. Ở bệnh nhân này thì rõ ràng là trên siêu âm và TRB cao ngấu như thế thì là bệnh basdo là chưa ổn định thôi, chứ không có các cái nguyên nhân gì khác mà nó có thể làm nặng thêm cái tình trạng mà nhiễm độc giáp của bệnh nhân, hoặc là các nguyên nhân khác xen vào cái tình trạng basdo này. Ở đây thì các em có bạn 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 Hoa có nêu ra một số các cái phần cô thấy rất là hay, ví dụ như là cường giáp do thai chẳng hạn. Đấy thì bạn em cho cái phần mà lập luận chẩn đoán đi, cô thấy cái phần đấy của em khá là hay đấy. Đấy em thì có thể trình bày lại một chút về cái phần này cho cô và các bạn nghe. Dạ. Thứ nhất là mình chẩn đoán được là bệnh nhân basdo là do bệnh nhân có hội chứng cường giáp rõ, và cái thứ hai là bệnh nhân có biếu mạch ạ. Cái phân biệt thì thứ nhất là phân biệt với cường giáp thai kỳ thì mình có thể loại trừ được do cái chu kỳ kinh nguyệt của bệnh nhân thì rất là đều, và bệnh nhân mới hết kinh 5 ngày, mình có thể làm thêm beta hCG để chẩn đoán xác định. Cái thứ hai là siêu âm tuyến giáp thì bệnh nhân không thấy biếu nhân, không thấy ca giáp, nên là mình có thể loại trừ là do nhân tuyến giáp ạ. Cái thứ ba là về tiền sử sử dụng thuốc thì bệnh nhân không có sử dụng các thuốc nào khác ngoại trừ thuốc đang dùng ạ, nên là mình có thể loại trừ do thuốc ạ. Cái nữa là bệnh nhân không có biểu hiện viêm nhiễm, nên là mình và siêu âm cũng không có tình trạng viêm, nên là mình có thể loại trừ được tình trạng viêm tuyến giáp do cấp và mãn tính. Và xét nghiệm mà TSH giảm thì mình lại trừ được cường giáp là do cường tùy niên ạ. Có thể cái phần này là của Hoa rất là hay nè. À, đồng ý là bạn ấy cũng không 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 thỏa mãn với cái chỉ riêng là basdo. Mặc dù là siêu âm thì cũng thấy là tăng sinh mạch rồi TRB tăng. Tuy nhiên thì nó cũng có thể bạn ấy vẫn cần phải loại trừ là bệnh nhân có thai hay không. Cô đồng ý. Thế và cái thứ hai nữa là đúng, trong quá trình điều trị có thể người ta sử dụng các cái thuốc, hoặc là một số các bác sĩ ở các nơi người ta vẫn sử dụng thêm các cái hormone điều trị cùng vào với các cái thuốc kháng trạng tổng hợp. Đấy, và chính vì thế nó làm cho bệnh nhân bị nhiễm độc giáp nặng thêm. Thế nhưng mà bệnh nhân này thì ngoài cái việc không dùng thuốc thì cái TRB tăng cao như thế và tuyến giáp tăng sinh mạch như thế thì chúng ta cũng có thể loại trừ hẳn hoàn toàn là cái việc mà sử dụng, giả sử những bệnh nhân không nhớ thuốc. Ngoài các cái hormone tuyến giáp thì các cái triệu chứng tim mạch của bệnh nhân nhiều thì chúng ta cũng cần phải chú ý các cái thuốc gì nữa, là các cái thuốc có chứa iốt. Thuốc chứa iốt thì nó nằm trong các cái thuốc như là các nhóm amiodarone để chữa loạn nhịp tim chẳng hạn. Đấy thì các em cũng phải hỏi kỹ xem bệnh nhân là gần đây là có dùng các cái thuốc tim mạch gì hay không. Cái nữa là gì, các cái có thể bệnh nhân bị các cái bệnh gì khác, bệnh nhân đi chụp chiếu và sử dụng các cái iốt cảm quang chẳng hạn thì nó cũng có khả năng gây ra cái nhiễm độc giáp cho bệnh nhân. Thì đấy là cái phần mà cô nghĩ là bạn Hoa cũng đã rất là hay trong cái phần mà chẩn đoán phân biệt này. Và cái viêm tuyến giáp thì cô cũng đã nói rồi, ví dụ như viêm tuyến giáp bán cấp thì như trên cũng đã chia sẻ rồi. Thì đấy là những cái mà mình cũng cần phải chú ý chẩn đoán phân biệt. Nhưng ở bệnh nhân này thì với tất cả những cái mà em đã loại trừ thì cái khả năng là bệnh basdo của bệnh nhân chưa ổn định. Nhưng mà tại sao bệnh nhân đang dùng liều đấy mà cái nhiễm độc giáp nó lại nặng trở lại, thì có thể cái liều đấy nó không phù hợp, và phải tìm xem là trong gia đình, trong công việc đợt này bệnh nhân có stress quá hay không. Đấy thì hai cái có thể làm nặng thêm cái tình trạng basdo giai đoạn này. Thứ nhất là cái liều bệnh nhân là chưa phù hợp. Cái thứ hai nữa là vì các cái công việc, các stress của bệnh nhân thì nó sẽ làm cho cái tình trạng bệnh nó càng không ổn định hơn. Thì đấy là cái chúng ta cũng cần phải tìm hiểu thêm ở bệnh nhân này. Cô thấy có một bạn thì cũng có phần chia sẻ. Bạn Đạt có phải làm thêm xét nghiệm anti-TPO, anti-TD để chẩn đoán phân biệt viêm tuyến giáp tự miễn không? Bạn Đạt hỏi câu đấy là cô rất buồn, vì Đạt trước là đã học 6 tháng về cái lớp về nội tiết, định hướng nội tiết này.
Đúng nhỉ bạn Đạt nhỉ? Dạ vâng cô ạ. Thế bạn Đạt hỏi câu đấy cô thấy quá buồn quá. Cô Cô thì rất em nghĩ là buồn. không phải làm. Cô rất buồn khi mà hỏi thêm. Kể cả TRB cô nghĩ đã không cần phải làm rồi. Thế mà bây giờ Đạt lại hỏi thêm làm anti-TPO với cả anti-TG nữa thì cô lại càng buồn thêm. Nha. Thì quá là buồn rồi. Này không cần phải làm thêm nữa mà Đạt nhá. Trên siêu âm cô đã nói rồi, siêu âm tuyến giáp chỉ có mỗi như thế thì nghĩa là em nghĩ là bây giờ ngoài Basedow thì có thể là viêm tuyến giáp Hashimoto gây ra nhiễm độc giáp. Nhưng trong trường hợp viêm tuyến giáp Hashimoto gây nhiễm độc giáp thì thường là cái thời gian nó rất ngắn, chỉ trong vòng một vài tháng thôi, và bệnh nhân sẽ chuyển thành suy giáp. Và suy giáp thực sự lúc đấy các em có ngừng thuốc kháng trạng tổng hợp thì bệnh nhân cũng suy giáp rồi. Đấy, 2 năm đang dùng thuốc mà bệnh nhân lại còn nhiễm độc giáp mạnh hơn nữa như thế này thì làm sao mà lại nghĩ là viêm tuyến giáp Hashimoto được bạn Đạt ơi. Đấy. Thưa cô, em Mà có lại một còn ý kiến ạ. TRB lại còn tăng vống vào lên như này nữa mà em lại còn vẫn muốn làm lại anti-TPO với anti-TG thì cô cũng buồn bạn Đạt quá. Thưa cô, Cô em quá xin buồn có một luôn ý đấy. kiến. À, vâng ạ. Thưa cô, là hôm trước là em cũng có ngồi ở phòng khám bọn em. Tự nhiên em gặp có hai trường hợp cũng bệnh nhân nữ chỉ khoảng 35 đến 40 tuổi thôi ạ. Cũng bệnh nhân bị cường giáp. Và siêu âm tuyến giáp bọn em cũng nghi ngờ là 3 giờ đô. Nhưng mà em cho làm hôm đấy em cho bệnh nhân làm thêm một cái anti-TPO tự nhiên tăng rất là cao hơn 500. Thế là em cũng xin ý kiến của cô là có khi nào mà trường hợp cả bệnh 3 giờ đô kết hợp với bệnh viêm tuyến giáp tự miễn. Basedow là bệnh tự miễn, cho nên là các kháng thể tự miễn đều có thể tăng. Anti-TPO, anti-TG và TRB đều tăng trong bệnh Basedow. Các bạn còn có câu hỏi gì khác nữa không? Vậy thì tiên lượng của bệnh nhân này là như thế nào hả bạn Hoa ơi? Em định dùng thuốc như thế nào và đến bao giờ? Thưa cô là chế độ điều trị ạ. Thì bệnh nhân nghỉ ngơi tại giường. Thuốc thì mình phải tăng liều kháng giáp trạng tổng hợp lên ạ. Tiamazone 5 mg nhân 4 viên trên ngày uống chia 2 lần ạ. Mình có thể dùng chẹn giao cảm nữa ạ. Chẹn giao cảm để ổn định nhịp tim và mình bù điện giải cô ạ. Cái thứ hai là tiên lượng thì em thấy tiên lượng bệnh nhân này tốt vì là sau 6 ngày điều trị thì bệnh nhân đáp ứng rất là tốt ạ. Các triệu chứng cải thiện rất là tốt. Cô muốn hỏi bạn Hoa rằng các em một chút là cái liều propranolol em dùng 2 viên một ngày thì các em có hay sử dụng không? Đây là đơn Hoa cho hay là đơn của các bạn khác cho? Ngành về tiêu hóa nhỉ? Vâng ạ. Tiêu hóa thì có bệnh gì của bọn em hay dùng propranolol nhỉ? Propranolol bọn em hay dùng ở trong trường hợp xơ gan cô ạ. Xơ gan, nhưng mà xơ gan như nào? Có tăng áp lực tĩnh mạch cửa thì Xơ em mới gan dùng tăng áp 2 lực tĩnh mạch cửa ấy ạ, thì này. em dùng một phần hai đến một viên ạ. Thế ở đây thì em cho thuốc hay là các bạn khác cho thuốc? Cái này Liều là em propranolol này. thấy trong bệnh án họ các bác sĩ À, cho bệnh án các bác sĩ ở chuyên khoa nội tiết cho hả? vâng Nội tiết là à, chỗ bạn Đạt đấy hả? em nhầm đấy cô, đây là một viên chứ không phải hai viên đâu. Propranolol là một viên. Tại sao lại là một viên và tại sao lại là 2 viên? Tại sao cô lại cứ hỏi về cái này, các em có biết không nhỉ? Bạn nào có comment về gì về không? Cô thấy có một bạn thì cũng chia sẻ là bệnh nhân này nếu dùng thêm thuốc hormone chắc là em nhầm đúng không? Ai dùng hormone đâu mà là dùng kháng giáp trạng tổng hợp chứ hả? Vâng, khán giả chào Có một bạn hỏi là dùng hormone
thì chắc không phải vì đang thừa hormone này mà mình dùng hormone cho bệnh nhân nữa thì chết dở. Thì chắc là em nhầm, là dùng kháng giáp trạng tổng hợp. Kháng giáp trạng tổng hợp trong 1-2 năm nữa mà chưa kiểm soát được thì có nên chuyển sang phương pháp điều trị khác và dùng iốt phóng xạ hoặc phẫu thuật không? Được rồi, tí nữa bạn Hoa sẽ trả lời nhé. Thực ra cô cũng đang hỏi các em về vấn đề này. Con cô đang hỏi cái hướng điều trị của Hoa đấy. Đấy. Thế thì bạn Hoa chưa trình bày sang đến vấn đề này mà bạn đang nói dùng thuốc đã. Thế thì tự nhiên cô lại thấy vấp phải cái thuốc là propranolol 2 viên một ngày. Thì cô chia sẻ với các em là đối với trẻ beta giao cảm ấy thì mình đừng có dùng ngay lập tức liều cao quá. Cô đã gặp những cái bệnh nhân như này. Các anh các chị khóa trên cô bây giờ thì đã nghỉ hưu hết rồi. Những cái bệnh nhân basdo mà cũng tương đối nặng với hormone tăng rất cao này vào dùng kháng trạng tổng hợp. Rồi dùng trẻ beta giao cảm, các anh chị dùng propranolol không phải là liều là 2 viên như em đâu, mà liều chỉ nửa viên với 1 viên thôi, mà cuối cùng là bệnh nhân cũng tử vong. Đấy. Do vậy mà mình phải hết sức cân nhắc trong cái việc sử dụng trẻ beta giao cảm này một cách rất là cẩn thận. Có một ca thì cô cũng gặp trên cái hôm đó cô trực thì bệnh nhân basdo cũng lên cái cơn nhiễm độc giáp cấp với cái nhịp tim nó cũng dao động 130, 140, có lúc lên 150 lần một phút. Thì mời bác sĩ tim mạch sang hội chẩn thì bác sĩ tim mạch cũng cho chẹn beta giao cảm với liều là không biết một viên hay cô không nhớ nữa, hôm đấy cô trực. Nhưng mà cô chỉ dùng với cái liều là nửa viên thôi. Thế mà nhịp tim đang từ 140, 150 là xuống 80 là cô đã sợ chết khiếp rồi. Đấy, cô phải theo dõi bệnh nhân rất là cẩn thận. Còn một ca nữa thì cô cũng chia sẻ với các em là một bệnh nhân cũng basdo thì vào cấp cứu ở bệnh viện Việt Pháp với cái nhịp tim cũng 160 lần một phút, như lên cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất. Thế thì các bác sĩ thấy là các bác sĩ cho chẹn beta giao cảm. Thế thì hôm sau các bạn phát hiện ra là bệnh nhân basdo thì ông giáo sư tim mạch đấy cô vẫn nhớ là ông Reslang, đợt đấy ông làm bệnh viện Việt Pháp thì ông ấy có mời cô sang hội chẩn vì phát hiện ra bệnh nhân basdo, nguyên nhân nhịp tim nhanh là phát hiện ra là basdo. Thế thì ông mời cô sang hội chẩn để cho bệnh nhân ra viện, đơn thuốc ra viện. Thế thì cô thấy là cái đơn thuốc ông cho propranolol đúng là 2 viên một ngày đấy. Thế thì cô cũng chia sẻ là cái liều đấy có vẻ như đối với người Việt Nam chúng ta hơi cao. Ông bảo ui rồi bọn tao dùng liều còn cao hơn nữa. Thế và bệnh nhân này thì ông ấy thấy là chụp tim phổi bóng tim không to, như vậy là tim không có vấn đề gì. Bệnh nhân cũng chẳng có các cái bệnh gì về phổi mãn, cho nên ông nghĩ là dùng cái liều đấy là được. Thế thì định cho ra viện, nhưng mà ở bệnh viện Việt Pháp thì cứ sau 12 giờ mà ra viện, mà hôm đấy cũng sang hội chẩn là buổi chiều 2 giờ chiều. Thì nếu như ra viện thì bệnh nhân vẫn phải trả thêm cái tiền giường một ngày hôm sau đấy, qua 12 giờ rồi vẫn phải trả thêm. Thế là bệnh nhân quyết định là không ra nữa, bệnh nhân nằm nốt cho đến ngày hôm sau. Thế là y rằng đêm hôm đấy là bệnh nhân nhịp tim xuống nó còn 50. Đấy. Thế vào hôm sau thì ông ấy gọi cho cô, ông bảo là đúng là mày có lý. Đấy. Mày rất có lý và ông phải hạ cái liều propranolol của bệnh nhân đi. Thế thì đấy là một cái mà cô muốn chia sẻ với các em, cho nên là các em khi mà dùng chẹn beta giao cảm, cô thấy ở đây các bạn cho propranolol 2 viên là cô cũng hơi ngại ngại đấy. Thông thường thì cô thường bắt đầu với cái liều là nửa viên propranolol. Còn nếu một viên thì cô sẽ chia làm 2 lần, cô cũng phải rất là cân nhắc. Những cái bệnh nhân trẻ thì cũng có thể dùng một viên chia 2 lần, còn những người lớn tuổi hơn thì mình phải cân nhắc hơn, thì thường là cô bắt đầu với liều nửa viên thôi. Vì cái nguyên nhân làm cho nhịp tim nhanh thì do là tăng hormone tuyến giáp thì mình đã dùng thuốc kháng trạng tổng hợp rồi. Đấy, cho nên là các em phải hết sức là lưu ý trên những cái bệnh nhân basdo mà sử dụng chẹn beta giao cảm là mình phải cẩn thận. Câu hỏi tiếp theo em trả lời cái câu hỏi hoặc là các bạn khác trả lời giúp cho cái câu hỏi là bệnh nhân này lúc đầu cô đã hỏi hướng điều trị là như thế nào đó, thì người ta đã dùng thuốc 2 năm rồi. Nếu như mà trong trường hợp mà bệnh nhân đã sinh đầy đủ các con, bệnh nhân 36 tuổi thì mấy con rồi bạn Hoa? Bệnh nhân 2 con rồi cô ạ.
Vâng, bệnh nhân vẫn có thể là muốn, cũng có những người họ muốn đẻ thêm nữa. Đấy thì tuy nhiên thì hai con rồi thì chúng ta cũng cân nhắc là nếu như mà bệnh nhân mà không có cái điều kiện theo dõi thường xuyên hoặc là công việc nó cũng nhiều áp lực, nhiều stress thì chúng ta cũng cân nhắc là khi mà điều trị về hormone giảm xuống tương đối, tránh được cái nguy cơ nhiễm độc giáp cấp do điều trị bằng iốt phóng xạ thì có thể các em sẽ cân nhắc để sử dụng điều trị iốt phóng xạ cho bệnh nhân. Nếu như các cái triệu chứng ở mắt nó không không có lồi mắt quá, không có tổn thương mắt nặng hoặc là bệnh mắt đang tiến triển hoặc là biếu cổ không to quá đấy thì chúng ta cũng có thể là cân nhắc cho bệnh nhân đi điều trị iốt 131 với một cái bệnh nhân 36 tuổi và đã đẻ hai con rồi. Thế còn nếu như mà bệnh nhân vẫn muốn là tiếp tục điều trị bởi vì bằng thuốc kháng trạng tổng hợp thì em có thể kéo dài hơn, bệnh nhân này có thể tới 5 năm thậm chí cao hơn nữa. Thì những cái bệnh nhân mà thông thường ấy mà dùng kháng trạng tổng hợp sau 2 năm ấy thì cái tỷ lệ mà tái phát vào khoảng 60% nếu như chúng ta ngừng, còn nếu mà sau 3 năm thì tỷ lệ tái phát vào khoảng 50%, còn nếu chúng ta kéo dài 6 7 năm thì tỷ lệ tái phát nó vào khoảng 20% khi sau khi chúng ta ngừng thuốc. Thì đấy là hình như cái phần này cô cũng đã chia sẻ những lần trước cô giảng rồi. Có một câu hỏi khác thì bệnh nhân Basedow không ổn định sau 2 năm không tìm được yếu tố thúc đẩy định lượng TRB tăng mức độ cao, tuyến giáp không lớn có nên chuyển liều, thì cái đấy cô cũng đã vừa trả lời luôn cho các em rồi. Thì nếu như bệnh nhân không nằm trong cái tuổi sinh nở nữa thì có thể các em cũng cân nhắc chuyển cho bệnh nhân đi điều trị bằng iốt phóng xạ và sau đó thì mình sẽ phải theo dõi suy giáp, bởi vì nếu đáp ứng tốt với iốt phóng xạ thì người ta sẽ xuất hiện suy giáp và lúc đấy thì mình lại điều trị thay thế hormone suốt đời cho bệnh nhân. Các bạn còn câu hỏi gì nữa không? Hoặc là có những cái comment gì đối với bệnh nhân này nữa không? Em thưa cô ạ. Cũng Em thưa mời cô bạn là Thanh. vâng, em cô lấy là cô có bảo là Thanh trong Hà, ba giờ đô Thanh thì vâng, Hà em là Nga, vâng. Thì Sinh có tăng canxi máu và bệnh nhân có triệu chứng ngứa ấy ạ. Thì thứ nhất là Hà. cô, cái này thì em cũng chưa biết bao giờ, cô cho em hỏi thứ nhất là bệnh nhân cái này phải có ngứa nhiều lắm không, và nếu trong trường hợp mà bệnh nhân ngứa nhiều do tình trạng này thì mình xử trí như thế nào ạ? Bởi vì em cũng chưa gặp những trường hợp này bao giờ. Em cảm ơn cô ạ. Rồi. Bệnh nhân Basedow thì nếu các em điều trị nhiều bệnh nhân đi thì các em sẽ thấy là bệnh nhân Basedow ngứa cũng nhiều đấy, không phải là ít đâu nhé. Cô đang giảng bài Tuy ơi, cô đang giảng bài nhé. Đấy, thì bệnh nhân không phải là ít đâu, cho nên là bệnh nhân ngứa cũng nhiều đấy, đặc biệt là khi mà các bạn dùng thuốc kháng trạng tổng hợp thì bệnh nhân có thể xuất hiện ngứa. Ngứa trong Basedow thì do rất nhiều các nguyên nhân. Trong đấy thì kể cả các nguyên nhân về các yếu tố vi mạch, các yếu tố viêm, và bên cạnh đó nó cũng có một cái yếu tố nữa, đó là Basedow có thể làm tăng canxi và canxi tăng nó cũng có thể gây ngứa. Thì nếu như mà em điều trị nhiều bệnh nhân Basedow thì em sẽ thấy là những cái bệnh nhân Basedow ngứa xuất hiện cũng nhiều đấy, không phải ít đâu nhé. Cô thấy có một cái câu hỏi nữa là của, cô xin lỗi tí. Dạ cho miễn sao các thuốc ức chế miễn dịch không có chỉ định. Đây là một câu rất là hay, bạn nào có câu hỏi câu trả lời cho bạn này không? Đây là câu hỏi rất hay đấy. Có bạn nào có câu trả lời cho bạn này không? Thì cô cũng chia sẻ đấy cũng là một trong các cái phần mà chúng ta đáng suy nghĩ. Thì Basedow là bệnh tự miễn nhưng mà người ta lại không sử dụng các cái thuốc ức chế miễn dịch để điều trị cho bệnh nhân Basedow.
Trừ trong trường hợp mà tổn thương mắt nặng thì người ta sẽ sử dụng corticoid. Bởi vì lợi ích giữa cái việc sử dụng các thuốc ức chế miễn dịch so với cái lợi ích của việc mà sử dụng các thuốc kháng giáp trạng tổng hợp thì rõ ràng là thuốc kháng giáp trạng tổng hợp có lợi ích hơn rõ rệt mà ít tác dụng phụ hơn. Bên cạnh đó thì các thuốc kháng trạng tổng hợp ngoài việc ức chế tổng hợp hormone tuyến giáp thì nó cũng có tác dụng trên miễn dịch, nó cũng có thể làm giảm được TRB trong quá trình điều trị. Thì đấy là lý do tại sao người ta không sử dụng các cái thuốc ức chế miễn dịch để điều trị bệnh BASDO mà người ta sử dụng các cái thuốc kháng giáp trạng tổng hợp. Cô nghĩ là chắc là cũng cũng nhiều nhiều rồi, thời gian cũng nhiều nhiều rồi đúng không nhỉ? Thế thì nếu như các bạn mà không có câu hỏi gì nữa thì chúng ta sẽ kết thúc cái bình bệnh án ở đây. Và cô cũng cảm ơn Cô. các bạn đã chuẩn bị cái những cái bệnh án và cũng đã chia sẻ những cái phần rất là hay đối với bệnh án mà tưởng chừng như là rất là đơn giản này. Cô xin lỗi các bạn nào vừa 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 có ý kiến đấy. Dạ, thưa cô em hỏi là thế bệnh nhân này mình chẩn đoán xác định là gì ạ? Là bệnh nhân là BASDO mà em. À? Bây giờ đô thôi ạ. À? Đúng rồi, nhá. Vâng. Các bạn còn câu hỏi gì khác nữa không? Thế thì chúng ta sẽ kết thúc cái buổi bình bệnh án ngày hôm nay. Và cảm ơn các em rất là nhiều. Cảm ơn cô, em chào Chào cô ạ. em. Ừ. Chào Em cảm em. ơn cô, em chào cô.